ở trên mạng xã hội. Và mình hiểu là bản thân mình đến bây giờ không có nhan sắc, không có bằng cấp, mình chỉ có thể dùng não thôi. Mình chỉ có thể dùng tất cả những gì mình có và mình vận động hết tất cả những cái gì mình có khả năng để có thể kiếm tiền được. Vì mình phải sống mà. Mình tự đi về thì mình sẽ bảo họ là em không có tiền mặt ở đây, anh có thể đưa em 200 hoặc là anh có thể đưa tiền mặt cho em và sau đấy em chuyển khoản cho anh được không? Đấy, để em có thể đi taxi về vì đây không có tiền mặt. Và mỗi khi mình hỏi cái câu đấy thì thường phản ứng của tất cả mọi người đó sẽ là họ sẽ không bao giờ cần mình chuyển khoản cả và họ sẽ đưa cho mình tiền mặt để mình có thể đi taxi về luôn. Thực tế là hôm nay nói chuyện với anh thực sự em thấy rất vui, nhưng mà giờ thì cũng phải về rồi, kiểu mẹ em mắng sáng nay em đi vội quá không kịp mang theo tiền, hay là anh cho em mượn 200 để em trả tiền taxi, tí về nhà em hứa là em chuyển khoản trả anh luôn. Em không phải lo, anh cho em mượn hẳn 500 luôn chứ không phải 200. Anh nhá, ngại quá. 500. Ok anh, 500. Kính chào quý vị. Khi xuất phát điểm không có ngoại hình, không có bằng cấp nhưng mà lại biết dùng não vào những việc không chính thống và chả hay ho gì, thì bạn có đồng ý với tôi đó là lúc chân dung của những kẻ lừa đảo hiện ra. Và tình cờ thay, hôm nay cũng lại là ngày cá tháng 4. Tuy nhiên, thường thì tốt khoe xấu che, chứ mấy ai lại vạch áo cho người xem lưng như là cô gái trong video clip đầu tiên. Câu chuyện này thì cũng dấy lên những tranh luận trong xã hội, đó là giới trẻ đang nuôi dưỡng quan điểm sống thực dụng hay là thực tế. Và hãy cùng chúng tôi phân tích trong mục điểm tuần hôm nay. Vâng, trở lại câu hỏi ở trên, giới trẻ đang nuôi dưỡng quan điểm sống thực dụng hay thực tế, thì tôi tạm đưa ra hai câu trả lời như thế này. Đáp án đầu tiên đó là một bộ phận giới trẻ đang sống thực dụng một cách thực tế. Và đáp án thứ hai là một bộ phận giới trẻ thực tế đang sống thực dụng. Bạn sẽ thấy rõ rất những điều trên ở đâu, không phải là chỉ qua những video clip dạy cách kiếm tiền trên Tinder hay là viết những CV giả mạo như thế nào, mà hãy cùng đến với tôi, những màn PK thách đấu khi livestream đôi trên TikTok Live. Và nếu mà ai đó chưa biết đến hình thức livestream này, thì video clip sau đây sẽ là diễn giải một cách dễ hiểu dưới góc nhìn hài hước. Vâng thưa quý vị, PK thách đấu khi livestream đôi là một hình thức giải trí ra đời 2 năm trước trên TikTok Live. Bạn cứ hiểu như thế này, Xôi là một TikToker và Chuối cũng là một TikToker. Và một ngày đẹp trời thì hai bạn này quyết định thi đấu nhau bằng những thử thách vui nhộn, ví dụ như là thi nối từ hay là thi xem ai nhảy đẹp hơn. Và hình phạt ban đầu thì cũng rất là dễ thương thôi, ví dụ như là bị vẽ mực lên mặt chẳng hạn. Nhưng mà quý vị biết không, theo thời gian thì thường mọi thứ đều bị biến tướng theo cái chiều hướng là thực dụng hơn, để có thể hút views và câu like nhiều hơn nhằm với mục đích là nhận được nhiều quà tặng từ người xem livestream, thì những cái màn chịu phạt đã bị biến tướng và trở nên phản cảm hơn rất là nhiều. Ví dụ một trong những cách thức chịu phạt đó chính là lột đồ chẳng hạn. Vâng thưa quý vị, những TikToker như thế này thì số tiền nhận được từ việc PK trên TikTok Live có thể giúp họ kiếm được từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Và như ai đó đã nói, tiền ở đâu thì đầu ở đó. Nghĩa là đầu óc sẽ càng được vận dụng hết công suất để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Thành ra, các TikToker đã không ngại ngần lách luật, thực hiện đủ các thử thách từ sách, sóc cho đến xến với không ngoài mục đích đó là kiếm tiền. Lợi lộc rơi vào một nhóm người bất chấp câu view, câu like để thu tiền và dung túng cho những nội dung xấu độc. Còn tác hại thì nhiều người gánh chịu, đặc biệt làm lệch lạc thị hiếu, đảo lộn giá trị cho một bộ phận người trẻ. Chúng ta đã nhắc đến một số những hình thức kiếm tiền đầy thực dụng trong thực tế. Có nhiều hình thức lừa đảo đã luôn được cảnh báo, nhưng mà tại sao số nạn nhân vẫn tăng lên? Một trong những đáp án được đưa ra đó là các đối tượng luôn đánh vào lòng tham và sự tò mò của nạn nhân. Và tôi thì sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Một cô nữ sinh 20 tuổi đã sử dụng Tinder để kết đôi với nam giới và dụ dỗ mỗi người gửi cho cô ấy $5 qua app trả tiền.
chuyển cho em $5 và xem điều gì xảy ra. Cô gái ấy đã viết như vậy. Và quý vị có biết là chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Chuyện xảy ra tiếp theo là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì ngay sau khi chuyển tiền thì các nạn nhân đều đã bị ngắt kết nối trên Tinder. Và khi mà chúng ta nhắc đến tình yêu thì tính thực tế hay là thực dụng cũng luôn được các chủ thể cân đong đo đếm. Với một số bạn trẻ hiện nay thì họ thực hiện theo đúng 2/3 của công thức yêu 100, chọn 10, lấy 1. Nghĩa là yêu nhiều, chọn nhiều, nhưng mà có lấy ai không thì hạ hồi phân giải. Người đầu tiên em quen từ hồi tháng 1, 2022 đến bây giờ chắc em quen tầm 10 người. Và người mà em thấy ngắn nhất là tầm mỗi 3 tuần thôi ạ. Mối tình dài nhất của em á, em với bạn đó được 2 tháng thôi ạ. Những tuổi này là tuổi để kiểu trải nghiệm và vui ấy. Thì yêu ngắn hạn thì kiểu gọi là một cách để tìm một người đúng đắn về sau. Ngại những ràng buộc của yêu đương chung thủy, nên cứ cảm thấy mối tình nào rắc rối mệt mỏi là chàng trai này lại ngọt nhạt nói lời chia tay và chuyển đối tượng vào danh sách người yêu cũ. Yêu nhanh, bỏ nhanh, không phải vì sợ khổ, mà cụ thể là sợ lỗ. Song phẳng, chỉ khi nào yêu kiểu lâu dài ấy, thì lúc đó mình tin tưởng một ai đó ấy, thì lúc đó mình mới muốn bỏ ra nhiều thứ, cho người ta nhiều thứ. Và khi tình yêu không còn như lúc đầu nữa, thì một loạt dịch vụ lừa đảo lại có đất để lên ngôi. Ví dụ như là dịch vụ này, quý vị đã nghe đến chưa ạ? Đó là đọc trộm tin nhắn trên Zalo hay là Facebook. Gõ tìm kiếm, đọc trộm tin nhắn, hàng loạt những lời quảng cáo dịch vụ này ngay lập tức xuất hiện như giá rẻ. Đọc trộm tin nhắn mà đối phương không phát hiện, không hề mất 1.000 đồng tiền cọc. Trong vài người có nhu cầu đọc trộm tin nhắn Facebook của người khác, phóng viên đã liên hệ với một số điện thoại quảng cáo về dịch vụ này. Mình có thấy quảng cáo trên Facebook của anh á, bây giờ mình đang muốn đọc tin nhắn Facebook của bạn trai mình á, thì anh có giúp được không? Được, được. Mình có phải cung cấp cái gì hay không? Không, bạn điện gửi tại cái link Facebook của anh. Khoảng bao lâu thì anh làm được cho mình? 2 tiếng. Chi phí nhiều anh? Tầm 500 trở lên nhưng mà chưa biết giá cụ thể, nhưng em đi check link tại làm. Tuy nhiên, khi hỏi có cần chuyển khoản trước hay không, người này lại không trả lời mà nói qua chuyện khác và yêu cầu phóng viên nên chuyển qua trao đổi thông tin cụ thể trên Zalo. Trao đổi với phóng viên, ông Quách Anh Huy, chuyên gia an ninh mạng cho biết, hiện nay dịch vụ đọc trộm tin nhắn này được quảng cáo khá nhiều. Tuy nhiên, không ít rủi ro có thể đến với người dùng dịch vụ này, đặc biệt là việc bị lừa đảo. Bởi theo ông Huy, nhiều người bị hại cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc bị yêu cầu chuyển khoản trước và sau đó bị bên làm dịch vụ chặn liên lạc. Khi đã mất tiền cọc, người dùng khó có thể truy xuất được nguồn gốc tài khoản đó, bởi mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trên môi trường mạng. Thứ hai là hành vi đọc trộm tin nhắn cũng đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vì thế, người dùng dịch vụ đọc trộm này dù bị lừa, nhưng theo ông Huy, họ cũng khó lên tiếng nhờ sự can thiệp từ các cơ quan chức năng. Các anh xem xong phóng sự trên, dù chỉ là chiêu thức lừa đảo thôi, nhưng mà chắc cũng có chút giật mình. Có anh nào mà đang xem đến đoạn này tự nhiên mở Facebook hay là Zalo ra một cách vô thức thì nhớ để lại comment khi mà chúng tôi phát lại chương trình trên YouTube của VTV24. Vâng thưa quý vị, trong mục điểm tuần hôm nay thì chúng ta đã điểm lại một số chiêu thức mánh khóe kiếm tiền của một bộ phận giới trẻ hiện nay với hai chữ thực dụng nổi lên rất rõ. Dĩ nhiên là tuổi thọ của các mánh khóe kia cũng không thể kéo dài lâu được, bởi vì chẳng ai có thể sống thọ với nghề lừa đảo được. Thực tế hay thực dụng, bạn chọn lối sống nào là do bạn, do hoàn cảnh tác động vào bạn. Và cách để bạn triển khai lối sống đó lại chứng tỏ cho xã hội thấy bạn là người hữu dụng hay vô dụng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi điểm tuần hôm nay.